Nicocado Avocado là một kênh YouTube được thành lập vào năm 2014 với chủ kênh là Nicholas Perry. Anh ấy từng là một YouTuber ăn chay nhưng bắt đầu ngưng việc ăn chay và tập trung vào những clip mukbang của mình. Ban đầu chỉ là những clip mukbang khá bình thường cùng với con vẹt của anh ấy, nhưng càng ngày thì Nicocado Avocado lại càng ăn uống nhiều và thiếu lành mạnh hơn, bị tha hóa bởi sự nổi tiếng và quyền lực từ chính những video mình tạo ra. Nick ngày càng trở nên cáu bẩn và làm ra những clip tiêu cực và cục súc hơn. Từ đó anh ta trở thành một nhân vật để mạng xã hội lấy ra làm trò đùa và làm meme, bị chỉ trích vì những hành động của mình. Dù vậy thì Nick vẫn làm những video như thế và càng ngày càng nổi tiếng hơn. Nhưng tất cả sự cáu bẩn, sự tiêu cực đấy đều đã nằm trong tính toán của Nick. Cách đây một tuần thì kênh Nicocado Avocado đã đăng một clip sau suốt 7 tháng vắng mặt. Và clip này đã làm chấn động cả mạng xã hội. Trong clip ta thấy được Nicocado Avocado không còn trong tình trạng béo phì nữa, mà trước màn hình là một anh chàng gầy tự nhận mình là Nick và nói rằng: Tao là bố của chúng mày là con tao, chúng mày đừng bao giờ cố gắng ăn tao. Không được đâu, sói ạ, bịt mẹ mày, không phải ngẫu nhiên, tao làm bố chúng mày. Cái điều đấy không bao giờ tự nhiên xảy ra, mà nó phải có cái gọi là sự logic nhất định, chúng mày hiểu không? Tôi luôn đi trước 2 bước. Tất cả đã được sắp đặt từ trước và mọi người là những con kiến bị mắc kẹt trong một cái thử nghiệm xã hội. Những người từng chỉ trích anh ấy đều tỏ ra rất là bất ngờ. Những người mà từng đùa rằng anh ấy đã ăn con vẹt của mình, họ cũng chỉ là những con rối trong bài thử nghiệm của Nick. Sau việc này thì Nick từ một anh chàng béo thì được tung hô như là một bậc thầy thao túng tâm lý cả mạng xã hội, sánh ngang với những thiên tài chỉ xuất hiện trong anime. Sau đó thì Nick liên tục đăng những clip TikTok khoe về cơ thể của bản thân như một cách để trêu đùa mạng xã hội. Nhưng sau đó một khoảng thời gian thì điều không thể lại tiếp tục xảy ra. TikTok Nick đã đăng một video mà Nick trong tình trạng béo phì nói rằng: Cái gì mà đi trước 2 bước? Chỉ cần những điều đó mà mọi người đã tin à? Ai lại đi làm một thử nghiệm xã hội bằng việc tăng 250 pound chứ? Tất cả mọi người đều ngu ngốc. Mọi người nên đi học và học được rằng không nên tin tất cả mọi thứ trên mạng xã hội. I made a YouTube video and I said, I'm 2 steps ahead. My whole life is premeditated, it's calculative, it's manipulative. My life has been a social experiment. Joke's on you, I'm actually really smart. And what was the result of that video? Millions of people believed it. Y'all have the IQs of a bag of rocks. I can literally dye my hair blue and say it's always been blue, and half y'all will believe it. Yes, because I just acted gaining 250 pounds. Who in their right mind does a social experiment gaining 250 pounds for 5 years in a row? Sau clip này thì không ai hiểu điều gì đang xảy ra nữa. Đây là một cái drama, một cái content quá là rối rắm. Tất cả những con rối mà Nick đã điều khiển trong suốt khoảng thời gian qua, không có điều gì là có nghĩa cả. Sẽ có 3 giả thuyết cho điều này. Thứ nhất là Nick đã thực sự giảm cân và clip kia chỉ là một trò bịp mà anh ấy quay lúc trước lúc giảm cân. Giả thuyết thứ hai là Nick có một người anh em sinh đôi và họ đã thay nhau lên video để lừa mạng xã hội. Và giả thuyết thứ ba cũng là một giả thuyết thuyết phục nhất, chính là Nick có thể du hành thời gian. Dù sao thì đây cũng coi là một cái series khá là thú vị và khá là đáng để tìm hiểu. Bây giờ tất cả sẽ được chứng minh nếu Nick có một buổi live. Còn không thì đây sẽ mãi mãi là một bí ẩn.